thì đó là chúng ta sẽ lấy cái đường xanh để mà làm cái điểm tựa mà chúng ta nhảy. Thì kỹ thuật này không có yêu cầu bắt buộc anh em phải nhảy đường xanh, thì nó đòi hỏi á, thì anh em phải nhảy làm sao mà sao cho anh em tiện anh em qua dùng xanh anh em lướt á thì ok rồi, chứ không bắt buộc là phải nhảy đường xanh mới được. Mình nhảy hơi hậu, nhớ nha anh em, cái chiến dùng xanh á là anh em nhảy gần dùng xanh là được rồi. Gần vùng xanh chứ đừng vô vùng xanh nha, vô vùng xanh nhiều người lắm á. Tình huống này của mình quá nhiều người luôn này. Ui chị ơi, chị chưa có súng à. Chỉ cần anh em nhảy gần vùng xanh là được nha, không bắt buộc là phải vô vùng xanh. Giả sử bây giờ mình đang ở gần vùng xanh, chỉ cần mình ngồi đây mình đợi thôi. Nhớ nha anh em, chỉ cần nhảy gần vùng xanh. Tại lý do tại sao mà mình muốn chia sẻ cho anh em cái chiến thuật này, thì cái chiến thuật này mình đã áp dụng trong cái lần mà top server của mình á, cái lần mà leo rank thách đấu mình nè. Mình chuẩn bị làm cái hành trình leo rank cho anh em xem rồi. Mình hiện tại là đang được 1/3 tiến độ rồi, tầm khoảng ngày mai á, ngày mai hoặc là ngày mốt anh em sẽ xem được. Tại vì anh em không biết là dùm xanh có rất là nhiều đồ ngon, nhưng mà 1-2 người á, người ta sẽ không thể nào mà loot hết được cái số đồ đó. Vì vậy á, khi mà anh em nhảy xuống á, gần dùm xanh thôi, thì anh em sẽ chờ ở một điểm nào đó nó an toàn một tí. Giống như mình hiện tại là mình đang ở gần vùng xanh rồi. Mình nãy lúc nãy mình nhảy vừa vô vùng xanh luôn, nên nó có người. Mình mới vừa được bạn này ra, tới đây mình giết được bạn này luôn rồi. Thì cái chiến thuật này nó cũng khá đơn giản thôi, anh em chỉ cần nhảy gần vùng xanh thôi. Nếu mà anh em là cứng tay hơn thì có thể nhảy thẳng vô vùng xanh luôn. Thì cái mục đích của chiến thuật này á, thì sẽ giúp cho anh em có được cái lượng trang bị xịn rất là nhanh, đó chính là dép ba, nón ba cũng như là mũ ba, những cái thứ mà những cái nơi khác nó phân bố rất là thưa á. Thì thay vì anh em đi rút thì còn lâu, thì anh em chỉ cần nhảy một điểm nào đó anh em đợi thôi là ok. Giống như mình nè, ngồi một điểm nhưng mà anh em phải nhất định anh em phải ke hoặc là di chuyển để không bị kẻ địch nó ke đầu, đó là điều nhất. Một cái thứ hai á, hạn chế tối đa ở giao tranh đầu. Tại sao mà dùng xanh mà mình còn kêu anh em là hạn chế tối đa giao tranh đầu? Tại vì anh em chỉ cần bám dùng xanh thôi, chứ anh em không cần thiết phải là nhảy thẳng vô dùng xanh. Rồi bên kia có người canh đầu mình kìa anh em, xém nữa à. Hơn thế nhỉ. Nó không chết là có khả năng họ mình chết anh em ạ. À. Kiếm lúc nào bẻ góc mới được chứ không là nó hồi có thằng sẽ chạy lên, mình tin là vậy. Phải thay đổi vị trí để cho nó đừng có canh mình cố định ở một chỗ. Mình chắc là nó còn ở bên đó. Anh em cũng có thể là lấy từ dùng xanh để làm móc. Sau đó thì anh em nhảy lên những cái trụ hoặc là cái cột nào đó cao cao nó không có người á.
cái nhảy chưa đó. Ví dụ như là ở cái vùng xanh này đi, mình lấy cụ thể ở vùng xanh này thì có ở cái đồi này nè, mình sẽ giúp cho mình có những cái điểm ẩn nấp, sẽ giúp cho chúng ta không bị cái nó ke, thì đó là cũng là một cái hay đó nè. Mình sẽ đổi cái khẩu này đi. Cái điều đầu tiên á thì anh em phải xác định được là cái vùng xanh nó nằm ở đâu, anh em nhớ điều đó nha. Đầu tiên là anh em phải xác định được là vùng xanh nằm ở đâu, sau đó anh em lựa chọn một điểm an toàn gần với cái vùng xanh đó, ok ha. Tiếp theo á thì anh em chỉ cần việc đó là đợi đợi khi nào mà bo nó thu hết cái vùng xanh và cái vùng xanh nó biến mất luôn thì anh em nhảy vô khu vực đó anh em giết đồ, thì đó sẽ giúp cho anh em có thể là nó an toàn hơn trong việc là anh em rút mà không bị người khác bắn. Tại vì đa phần á là khi mà bo tới thì nó sẽ chạy vô bo hết rồi, nó không còn ở ngoài bo để mà rút đồ, hoặc còn á thì sẽ rất là ít, em nhớ nha. Còn nếu mà còn người ở ngoài bo rút đồ thì sẽ rất là ít, thậm chí là không có. Mà thường á thì bo một thu rồi tới bo hai là địch nó sẽ vô bo hết rồi, chỉ những người nào mà leo lên kỹ lắm luôn á thì họ mới ở ngoài bo thôi. Đấy thì cái vùng xanh, cái chiến thuật này á thì nó sẽ dạng như là nó sẽ có lợi cho những bạn nào mà bắn được những khẩu súng như là M82B, tại vì vùng xanh á sẽ phân bố rất là nhiều khẩu của M82B. Nếu mà anh em nào mà bắn được M82B á thì anh em có thể là nhân đôi cái tỷ lệ thắng, tại vì M82B là một trong những khẩu khá là mạnh. Mà anh em cũng biết rồi, còn M82B anh em chỉ cần thấy địch trước là địch muốn chết rồi. Mình thường hay nói với anh em á là địch thấy mình trước thì nó vẫn chết, mà nó thấy mình thấy nó trước thì nó chết chắc rồi. Nói chung là mình thấy nó trước hay là nó thấy mình trước thì nó cũng chết luôn á, với điều kiện á là mình phải cầm hai khẩu 18 hoặc là một khẩu và một khẩu 18 hai, tại vì hai khẩu đó trong game nó rất là bá đạo anh em ạ. Ok thì bây giờ mình chỉ việc là đợi cho boy thu thôi, boy thu qua hết thì mình sẽ đi kiếm đồ, mình đi kiếm điểm để rút đồ nha. Thì khi mà boy thu hết là mình sẽ chỉ việc là chạy xuống dưới kia mình rút đồ thôi, nhiều người vẫn chưa rút xong đâu. Ok, boy sẽ thu trong kia rồi, ok mình sẽ đợi nha anh em. Ok thì hello hello mọi người nhé, nãy giờ đó nói không mà chưa chào mọi người nhé. Hello mọi người, chúc mọi người buổi sáng khỏe. Ok thì anh em chỉ cần việc là đợi cho nó hết boy thôi. Nãy giờ cái mid nó hơi xa nên nó hơi nhỏ xíu, anh em thông cảm nha, tại vì cái mic nó lại phải đi gần mới nghe được. Em nghe rõ chưa, giờ mấy k mới lên anh? Bây giờ thì khoảng 4K1 hoặc là 4K2 nha em, top 100 bây giờ là 4K2 rồi, em cầm khoảng 4K1 là em lên rồi, anh còn khoảng 80 trận top 1 nữa, quá là kinh luôn á. Bây giờ chỉ cần việc là đợi cho cái số người đó nó thiên giảm đi một xíu nữa mình sẽ đi bo. Ở ngoài bo hay ở trong bo thì đối với mình không quan trọng, quan trọng là phải đủ độ an toàn. Nhiều khi á nhiều anh bảo là chơi leo ganh mà toàn núp ngoài bo không mà nhát, không phải đâu, núp như thế nào không quan trọng, quan trọng là em có lấy được cái tết hay không thôi. Anh em đã muốn leo ganh rồi thì ai nói gì thì kệ đi, nên mình đâu có thể nào mà sống vừa lòng người ta được đúng không? Không lẽ bây giờ mình leo ganh cho mình mà mình cứ phải bắt buộc là phải leo ganh theo cách của một thằng bạn. Có những công trời nó leo ganh thì tay nó bắn khá là hay,
thì anh em bắt chước theo rồi anh em nhảy trên trời, nhưng mà trong khi đó là anh em bắt rất là dở, thành ra là nhảy xuống trận nào cũng gãy trận đó hết. Leo gank là leo cho mình nha anh em, chứ không phải leo cho bạn bè gì hết trơn á. Chỉ khi nào mà anh em bắn giỏi, anh em bắn tốt thì anh em hẳn nhảy những nơi đông, mà cho dù anh em bắn giỏi hoặc anh em bắn hay thì nhảy chỗ đông cũng chưa chắc gì có thể là bắn ăn người khác được, tại vì núi cao còn có núi đất khác cao hơn. Nó cái đó mình nói thiệt nha, em có thấy ai mà nhảy cổng trời mà sống hoài không? Ngay cả bác gấu mà bác gấu còn không thể nào mà trụ nổi trên này cổng trời vậy đó. Ok, hiện tại thì chỉ còn có 11 người thôi, thì chúng ta chỉ cần đợi bo thu xong tầm khoảng bo 3, bo 3, bo 4 thì người nó sẽ giảm bớt, thì anh em cố gắng di chuyển làm sao cho mà cái tỷ lệ mà anh em gặp người á nó là thấp nhất. Với lại nếu mà anh em mà không có bông keo á thì anh em cố gắng là anh em di chuyển vào những cái nơi gọi là nó bất bóng một xíu, để có khi nào anh em bị người ta bắn á thì anh em có thể là núp vô một cái vật cản nào đó. Còn nếu mà anh em không có keo, hoặc là anh em có keo luôn đi mà anh em chạy giữa đường á thì nó bắn, thì anh em đặt keo ra thì nó sẽ phá keo và anh em không thể nào mà đặt keo hoài được. Tốt hơn nhất, tốt hơn hết á thì anh em phải kiếm một cái chỗ nào đó nó chặt, nó kín, tương đối kín nha, để mà anh em núp. Ok, thì cái thứ nhất có người lút rồi anh em à, khả năng cao là cái người đó đang nằm ở trong cái nhà 3 lầu đó, hoặc là cái nhà trường học. Mình thì mình chỉ mô phỏng cho anh em thôi, thì mình bắn 2 khẩu M82B được, còn anh em thì nhiều anh em sẽ không bắn được 2 khẩu này, thì anh em phải chọn theo cách hướng đó là những khẩu súng trường AK hoặc là 4-1. Trong vùng xanh nó có rất là nhiều súng ngon nha anh em, em không nhất thiết là phải chọn giống giống mình đâu. Khi mà bo chỉ còn 10 thằng á, chỉ còn 10 người thôi, thì anh em nhớ là anh em nên di chuyển ra đi, di chuyển vòng vòng thôi, đừng có di chuyển thẳng vô giao tranh, không tốt đâu. Anh em nên di chuyển vòng 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 để mà anh em lấy cái điểm mà di chuyển, thì số km anh em chạy được sẽ có một số điểm nhỏ nhỏ để mà cho anh em có thể có điểm đó nha. Bên dưới kia có người mới bắn mình kìa. Mình không biết là anh đi nó đang ở trên lầu hay là trên nóc nhà nữa. À, thấy rồi. Nên trên đang ở trên nóc nhà anh em ạ. Bạn mà ló ra đây là bạn chết đấy. Bo đang nhìn mình không lại, anh em kêu phải xẻ bãi chạy bo. Đây là hơi nguy hiểm xíu, tại vì phía trên này có khả năng sẽ còn người, mà đó là cách duy nhất này, thấy không, biết ngay là bên kia sẽ chạy mà. Mình sẽ đi ra ngay này mà lấy tầm bắn này đó. Ok, mình sẽ loot một số đồ ngon. Ok, xong. Đối với mình á, không cần phải quá nhiều đồ, chỉ cần có đủ súng là ok. Khả năng cao rồi, trên trời cũng có người nha. Đi đâu thì anh em đặc biệt phải là chú ý rất là nhiều góc. Để sao? Khi mà anh em đi đơn thì anh em sẽ không biết là địch đang ở hướng nào, và nó sẽ có thể ke anh em không. Đó là giống như mình thôi, tùy cơ ứng biến, địch nó sẽ không thể nào mà phát hiện ra mình cho đến khi nó đã bị hạ gục, giống như tình huống của Hà Liên nãy gì đó.
Phía trên kia có người. Mình sẽ lên đây mình bắn luôn nha. Anh niên kia sẽ chạy chạy với bo nên có thể là mình sẽ chạy theo sương anh niên đó. Trên đời cũng thể là có người luôn. Nhưng mà với cái khả năng của cái khẩu súng này mình sẽ đi theo đường trống anh em. Tại vì cái khẩu súng này á, em phải đi đường trống thì em mới có thể có lợi thế. Thì em phải bắn bắn địch thì nó sẽ đặt keo và anh em sẽ phá keo từ đó. Mà đôi khi á, anh em đi theo sương nó cũng là một cái mối nguy khá là tiềm ẩn, hơi nguy hiểm tí. Đừng nghe hết tôi nha. Có thằng thấy rồi nha. Có thể thấy top 1 được không đây? Kia không biết là khẩu tạc đen này có thể khả năng là Timber Kill, dù là anh kia không thấy mình mà mình có thể bắn shot anh kia được. Ok thì đó là cái cách để mà cho anh em phải là đi bám vùng xanh hay còn gọi là chủ vùng xanh đó. Thì cách này thì nó hơi mạo hiểm, chỉ dành cho những thanh niên nào mà tay cứng lại muốn kiếm những cái khẩu súng ngon, muốn có đam mê bắn súng tỉa chẳng hạn như khẩu 18 AB giống như mình nè. Thì nói chung cái cách này thì nó cũng không quá là phức tạp, chỉ cần anh em nhảy. Thứ nhất á, thì anh em nhảy là cố gắng nhảy với những nơi nào mà nó có vùng xanh hoặc là gần vùng xanh, tốt hơn thì là gần gần thôi, gần vùng xanh thôi. Tại vì anh em cũng biết rồi, cái vùng xanh nó rất là nhiều người nhảy tới, tại vì cái vùng xanh nó rất là nhiều. Như anh em cũng biết rồi, vùng xanh thì rất nhiều đồ đúng không? Thanh niên nào cũng muốn nhảy vùng xanh để mà bắn cho. Ok thì đó là cái để mà cho anh em có thể biết được là nhảy vùng xanh nó nguy hiểm thế nào, lại cái lợi của nó như thế nào. Thì thứ nhất á, khi mà anh em nhảy vùng xanh á thì anh em sẽ phải đối diện với rất là nhiều người, điều đó đương nhiên rồi. Thứ hai á thì các anh em sẽ có một cái lợi thế là có được rất là nhiều đồ ngon vậy thôi.